tác là phân tích. Phân tích. Phân tích từ và mẫu. Phân tích từ và mẫu. Thế phương pháp này áp dụng trong trường hợp mà từ và mẫu số không có cùng dấu hiệu chia hết. Thế thầy này cái ví dụ như thế này. Ví dụ nha. Rút gọn phân số 39 phần 65. Đấy. Bạn nào cho thầy biết nào. Cái hướng nào để ta làm nào. Thầy chia hết cho 13 ạ. À, bạn Khánh à? Rất tốt. Nhưng mà tại sao con lại phát hiện ra chia hết cho 13? 13 thì có dấu hiệu gì không? Có không học chưa học thầy ạ. Ừ, không biết. Thực tế là 13 không có dấu hiệu gì hết. Chúng ta nhận thấy một cái điều ấy là tử nó chia cho 3, đúng không? Tử là 39 chia cho 3. Đấy. Nhưng mà mẫu thì lại không. Đấy. Đúng không nào? Nhưng mẫu lại không. Mẫu lại không chia hết. Thế còn mẫu thì chia cho 5. Nhưng mà tử lại không. Đúng chưa? Mẫu nó chia cho 5 nhưng tử lại không. Đấy. Thế thì nó có một cái như thế. Cho nên là gì? Tử và mẫu không có cùng dấu hiệu. Thế thì nếu như chúng ta cứ đem cái tử này chia cho 3 này thì có con được cái gì nào? Nếu đem tử chia cho 3 thì con được là 39 chia cho 3 bằng 13. Còn mẫu cứ đem chia cho 5 đi thì mình cũng được 13. Ồ, như vậy chúng ta thấy ngay là mặc dù nó không có cùng dấu hiệu chia hết thông thường, nhưng mà chúng ta có thể phân tích 39 bằng 3 nhân 13. 3 nhân với 13. Thế còn từ mẫu số 65 thì bằng 5 nhân 13. Đúng chưa? Và đến đây chúng ta rút gọn chia cả tử và mẫu cho 13 thì mình được 3 phần 5. Đấy. Chúng ta phân tích cả tử và mẫu thành các cái thừa số, các cái tích. Đấy, để chúng ta làm thực hành. Là thực hành 1. Câu A này, các bạn rút gọn cho thầy cái phân số sau đây. 51 phần 68. Đấy. Bây giờ các con tự làm đi. Ở cái bài này thì 51 là số lẻ không chia cho 2, nhưng mà tổng các chữ số của nó 5 cộng 1 bằng 6 chia cho 3. Vì vậy nên tử số chia cho 3 nhưng mà mẫu lại không. Trong khi tử mẫu này chia cho 2 thì tử lại không. Vì vậy nếu như chúng ta đem mẫu là tử chia 51 này chia cho 3 này thì ta sẽ được là 51 chia cho 3 thì ta được 17. Đấy. Thế còn mẫu số 68 không chia cho chia cho 2, trong khi mà ta chia cho 2 thì ta được là 34. 34 thì lại chết tiếp cho 2, chia tiếp cho 2 thì mình sẽ được là 17. Đấy. Như vậy tử số của ta bằng 3 nhân 17, bằng 3 nhân với 17. Thế còn mẫu thì 68 thì bằng 2 nhân 34, mà 34 lại bằng 2 nhân 17, nên là 68 sẽ bằng, có thể ta gọi là gộp lại thành là 4 nhân 17. Đấy. Và giản ước 17 chúng ta được 3/4. Câu B. 177 phần 295. Đấy. Hơi phức tạp hơn một tí. 25 được. Khó quá thầy ơi. Số này của ta thì nó tương đối to nhưng mà nó lại có những dấu hiệu rõ ràng. Ví dụ như là tử số 1 cộng 7 cộng 7 bằng 9, bằng 15 chia cho 3, đúng không? Cho nên ta thử chia cái này cho 3 thì chúng ta được 59. Thế còn 295 thì mặc dù nó to nhưng nó lại có võ, bởi vì nó chia hết cho gì? Chia cho 5, đúng không? Chia cho 5. Vậy thì mình chia cho 5 thì ta cũng được là 59. Thì chúng ta có thể thấy là như vậy tử thì bằng 3 nhân 59. 177 chia 3 bằng 59 thì 177 sẽ bằng 3 nhân 59. 3 nhân với 59. Thế còn mẫu số sẽ bằng 5 nhân với 59. Đấy, và chia cả tử và mẫu cho 59 thì mình được 3/5. Như vậy là đối với những phân số mặc dù to một tí, đúng không? Nhưng mà nó đơn giản.